Mọi người tải về, điều chỉnh gắn thử chữ lên. Cho sao cả, nhưng mà dùng app này thì nó có icon đẹp hơn, chữ phong cách không nó cũng đẹp hơn, nó chỉnh được màu, nó cắt ghép được ảnh, chỉnh được các thứ. Cái thằng Quick App này còn xóa được cả nền. Em đăng ảnh lên chụp ảnh trong chụp em lên cái này tí là thấy cô nào con nó rồi, nên là tí chèn. Đúng rồi, phải chèn vào chuẩn luôn. Cho nên bây giờ có một bí quyết nữa, chụp ảnh sản phẩm cho cái mặt mình vào. Không bao giờ nó làm gì được, ảnh mặt mình lòi ở đấy, yên tâm, kể cả nó chèn chữ, cứ lấy trộm. Tôi cứ bắt đầu đi đâu chụp ảnh sản phẩm, chụp ảnh mặt anh vào, dính cái mặt anh vào, anh cầm nó, thế là cháo để có giờ mất đâu mà sợ. Nhưng mà tên siêu thị nhà mình đào nó cũng làm gì được. Thế, nhưng mà nếu mà đã bảo sản phẩm mà muốn ngon được, cứ lấy cái mặt của mình gắn vào, chả sao. Đặc biệt kể cả quay luôn video, mặt mình dính cái sản phẩm. Mặt mình chụp ảnh đi, nhưng mặt mình chỗ này thì gần đấy cái có phải là đem ảnh cười chèn lên cái. Chả sao cả, sao được dưới thì dùng cái chữ tội chèn lên cái mất thì khác gì nhau. Nhưng mà chả có đứa nào ngu gì nó mất công đi chèn cái mặt của mình vào làm cái gì cả. Tại vì là cái công đấy thả nó tự chụp cho nó nhanh. Còn chèn chữ vào nó có thể che, nhưng mà cho mặt vào thì nó không che được. Tại vì người của mình thế nào chỉ nhận ra. Chắc chắn luôn, thì trừ khi lại cắt mặt mình gắn cái mặt nó vào thì nó mất quá nhiều công thì lúc đấy Thánh đấy thì chịu rồi. Thánh lầy chịu luôn rồi. Còn nhiều người nữa là bạn, nhiều người là làm cái backdrop ở phía sau, có in logo thông tin các thứ, chụp nguyên một chỗ rồi sau này cháo giờ nhầm lẫn rồi. Đây là cái mình làm. Còn ngon nữa thì quay một video, quay video thì không thể nào lấy chỗ. Chẳng lẽ nó lấy xong về nó lại mất công tắt tiếng đi này, mất công sửa mặt mình nữa, thì cái công đấy thì nói anh đấy thì quá giỏi rồi. Chả cần nhà họ không có cái những cảnh như thế đâu. Họ chỉ là bán online, rồi cửa hàng nhỏ họ sẽ mượn những hình ảnh của cửa hàng nhà mình hoặc là à, thì thế, thì đã bảo mình cứ cho mặt mình lên cộng với cả việc chèn chữ vào thì làm sao lấy được. Bạn quay video đúng mặt bạn làm sao bắt được. Nhìn thấy có chữ tách ở đấy không? Em đã từng làm nhiều lần. Em thấy nhớ để mặt ở góc này, góc này, góc này, nó phải chèn mặt như thế được. Nếu như chạy chữ thẳng mặt như thế này, anh thì tưởng tượng là sẽ không thể xóa được. Đây có kiểu chữ này, ABC này. Để có đây kiểu thì chỉ việc mình chọn thằng này thay, mà có nhiều chữ. Có nhiều chữ thì chỉnh chỉnh. Cái này là không nhé. Cái thích từ đâu chèn vào này. Thằng này hay quá, cái app này làm nó đủ trò luôn. Đơn giản, chỉ cần vuốt qua phát là nó sẽ hiển chữ ở đâu là mình nhìn được luôn. Như vậy quay lại cái phần nội dung quảng cáo. Anh chị thấy là anh chị bị sai đúng không? À. Chúng ta thấy là vấn đề của viết quảng cáo sai đâu? Không có điểm sai dòng quá. Đơn giản chúng ta không biết là nói cái gì để khách hàng thích mình. Mà hôm trước tôi đã nói rồi, việc chúng ta làm cho khách hàng thích mình. Ví dụ anh làm đơn giản đây gì? Đừng rất nhiều. Đúng không? Bạn chỉ cần làm một câu đơn giản. Đúng không ạ? 99% khách hàng, 99% khách sẽ bị ngất khi vào mua vào nhà của bạn, khi nhìn thấy những cái tấm gương này, bắt đầu bạn ngồi là diễn giải vấn đề ấy ra. Sau bạn phải ghi nữa là gì? Là giả sử hôm trước tôi bán làm quảng cáo cho một chị làm đèn chùm, chị phải ghi 99% các cung điện trên thế giới đều sử dụng cái đèn này. Đúng không? Tại sao các vị vua Ba Tư này, các vị gì đó tòa lâu đài đều sử dụng món đèn này? Nó bắt đầu câu chuyện đấy. Đỉnh cao của sự sáng, đỉnh cao của vẻ đẹp của các phòng khách và phòng lễ hội nó sẽ tập trung vào đèn chùm. Thế như vậy nó bắt đầu người ta diễn giải ra cái vấn đề đấy để mình bán hàng. Mình không bán được cái này thì mình sao mình biết được? Tại vì chúng ta thiếu mất một cái truyền tải rõ ràng. Chị bán giày, có rất nhiều người bán đấy chị, đúng không ạ? Hãy tìm cho mình một cái thứ gì đó đặc biệt.
Ví dụ tôi có một bạn bán giày, nhưng ông ta tập trung vào khâu gì, là ông ta sẽ có một cái dòng đó là giày da lộn, để lấy làm cái đặc trưng của ông ta. Chuyên giày da bò và những cái loại giày bụng bụng một tí thì ông ta sẽ tập trung đấy là dòng chủ đạo, đấy là đường dẫn. Từ cái dòng dẫn đấy bắt đầu ông ta sẽ dẫn đến cái dòng khác, thì nó sẽ có cái để người ta bắt đầu tiếp. Còn nếu mà chung chung giống hệt với người khác thì rõ ràng là gì? Bán hàng của chúng ta rất may rủi, và nó sẽ phụ thuộc liên quan đến nhiều vấn đề, từ việc là gì, và nó sẽ phụ thuộc vào việc là anh chị bán rẻ với người khác, sau đó địa điểm của anh chị tốt hơn với người khác để người ta dễ lên tiền, sau đó sẽ có rất khó để bán. Nhưng mà ví dụ như tôi không có địa điểm và không có gì đó khác thì tôi phải chọn những cái dòng đi sâu sâu một tí, từ đó nó có chiều hướng để là đơn giản. Nên quay lại, tất cả sản phẩm của anh chị ở viết bài, nhắc lại, thứ nhất, ảnh làm ơn chèn cho tôi cái chữ vào, đúng không ạ, để nói rõ nó là cái gì. Và khi mà quảng cáo chúng ta nhớ là chữ không được quá bao nhiêu phần trăm của cái ảnh, chữ không được quá 20% diện tích, cho nên chèn chữ chỉ được 20% thôi. Viết một dòng một chữ nhỏ nhỏ thôi sao đâu, nó không vượt quá 20%. Cái thứ hai, những cái sản phẩm này bao giờ cũng thế, để chụp nó phải sắp xếp và nó có vị trí, có bộ. Ví dụ như bọn tôi bán đồ thờ, bọn tôi phải xếp lên cái bàn thờ chung cư, bọn tôi phải xếp lên một cái bàn thờ, xếp lên một cái án gian, nó phải phân ra. Ví dụ như là bàn thờ chung cư thì là bao nhiêu, chiều ngang của nó là 89, một chiều là 47, sau đó án gian 1m27 thì để bộ bao nhiêu, án gian 1m57 để bao nhiêu, rồi cái bàn thờ 1m97 thì để bao nhiêu, thì như vậy nó thành bộ. Và sau đó thì ví dụ như là nhà, cái nhà ví dụ như nhà chung cư 70m thì để như thế nào, nhà chung cư 90m để như nào, 100m để như nào, thì bắt đầu mình phân ra cái đấy rồi mình viết, mình quảng cáo. Và sau đó thì khách hàng người ta nhìn vào đấy, người ta biết ngay được nó là vấn đề là cái gì. Và cái người nhìn vào cái đấy, người ta hiểu được là tôi là ai ở trong vấn đề đấy, đúng không ạ? Và cuộc sống cũng thế này thôi, cái gì mà quá khó thì khách hàng hay có xu hướng sợ, bỏ qua, không nghĩ đâu. Cho nên chúng ta làm càng dễ thì dễ bán. Ví dụ bọn tôi bây giờ bán bàn thờ chung cư, tập trung luôn anh ấy, bàn thờ chung cư nó có 4 mẫu rồi thôi, 4 kích thước như này, và anh mua thì nó sẽ như này, em sắp xếp giá để luôn vị trí cho anh ấy. Nó sẽ ra cái đấy và người ta tưởng tượng luôn. Sau đó tôi quảng cáo với hàng mua đồ thờ thì tôi phân luôn là anh mua làm thờ chung cư hay anh mua cho nhà riêng hay anh mua cho từ đường. Khách hàng sẽ luôn nói là anh mua cho cái này và ok, đọc cái câu chuyện, cái chuyện đấy ra. Vì khi chúng ta càng không phân mảnh ra, không rõ ràng như thế này thì khách hàng sẽ sao, họ chẳng biết họ là ai đấy, đúng không? Ví dụ chị bán cái hàng tiêu dùng, chị thấy là cho trẻ con dưới 2 tuổi sẽ có những đồ riêng không? Cho trẻ con 1 tuổi có đồ riêng. Và như vậy thì nếu chúng ta biết được, chúng ta sẽ viết cái quảng cáo. Ví dụ như là chị viết một cái để tập trung vào quảng cáo cho những bà bầu chuẩn bị sinh con, đứa con đầu tiên sẽ phải quảng cáo 30 mẫu đồ không thể thiếu được cho bà mẹ sinh con đầu tiên, đúng không ạ? Và phương pháp để giúp các bạn tiết kiệm đến 40% chi phí để mua cho cái này là cái gì. Và bắt đầu anh diễn giải quảng cáo ra, câu chuyện sẽ rất dễ. Và tôi quảng cáo bán đồ thờ thì tôi lại làm này, tôi viết một câu chuyện chia sẻ của một thanh niên 8X lần đầu tiên đi mua đồ thờ, không biết là mua như thế nào cả và không hiểu phải chọn là cái gì, tôi kể câu chuyện đấy ra. Và tôi chỉ quảng cáo target đúng một cái nhóm đối tượng là 8X thôi. Thì lúc đấy các ông ấy đọc thấy giống mình không? Giống mình, thế là nhấc máy gọi điện lên để tư vấn ngay bởi hôm nay. Thế cũng thấy là đằng nào mình mua thì cũng chỉ mua như vậy thôi. Nhưng mà nếu lại liên quan đến một ông mua về để làm bàn thờ dòng họ hay sao, câu chuyện nó phải khác, đúng không? Liên quan đến vấn đề là sau bao nhiêu năm bôn ba ở ngoài xã hội, đến lúc này kinh tế gia đình có rồi và tôi muốn làm một điều gì đó tri ân với gia đình và dòng họ. Và lúc này thì tôi sẽ phải làm những gì, câu chuyện thì rõ ràng là cái người làm quảng cáo là cái người chia sẻ câu chuyện đấy, đúng không? Và như vậy thì bắt đầu họ mới có những cái để họ chia sẻ ra. Và việc của mình bây giờ là viết cái quảng cáo kiểu thế. Cho nên ví dụ chị bán cái giày sinh viên, chị phải viết cái câu chuyện của một em sinh viên. Chị bán cái giày đấy cho một đồng chí đi làm, bạn này bán cho đồ béo, phải tâm sự một bà béo, đúng không ạ? Tìm đến 15 cửa hàng mà không tìm thấy một cái gì đó, đi qua 15 cửa hàng với ánh mắt dị nghị của 15 con nhân viên bán hàng mà bắt đầu thấm thía cái nỗi đau, bắt đầu cảm thấy vấn đề gì đó. Thế cái việc đấy bạn phải biết, đấy mới là quảng cáo chứ. Cái người làm quảng cáo là cái người thấu hiểu điều đó, đúng không ạ? Cho nên chúng ta thấy là tại sao nhà văn người ta luôn luôn có cái trại sáng tác, người ta luôn luôn phải bỏ ra vài năm để đi bội. Ở đây có ai đọc cái quyển Mật Mã Tây Tạng bao giờ? Chưa đọc không? Cái ông mà viết được Mật Mã Tây Tạng, ông mà tự mình băng qua sa mạc, tự mình leo lên núi ở Himalaya, ông trải nghiệm cuộc sống đấy về ông viết tác phẩm đấy.
Cũng giống như việc chúng ta thấy tất cả các nhà văn họ viết chuyện đều phải dựa trên những cái thứ trải nghiệm rồi. Và bây giờ chúng ta bán hàng như thế, bán hàng phải dựa trên trải nghiệm. Và rõ ràng như anh chị thấy bây giờ tôi đi bán khóa học, và cái người ngồi nghe tôi ở các khóa học thì đều là mong muốn là nghe chuyện gì? Thứ mà tôi đã từng trải qua rồi. Rõ ràng là anh chị học của tôi chỉ muốn là thấy này, thấy từng quảng cáo này chưa? Thế có tốn tiền không? Thì chỉ cho em một cái. Và như vậy thì đấy chính là thứ tôi chỉ. Thế bây giờ chị bán giày bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu học, cơm áo gạo tiền của bố mẹ phải tiêu như thế nào? Đấy là những cái thứ người ta hành trang vào đời. Và việc của chị là chị chia sẻ. Ngày xưa chị cũng như vậy, đúng không ạ? Chị đã từng bỏ ra 100.000 để chị mua một đôi giày, sau đó thì nó vừa hỏng vừa nát, nó vừa thế này nó thâm thiế, đi qua một mùa mưa dính vào phát nó hỏng mất rồi, đúng không ạ? Và bây giờ mình cảm thấy là nó sẽ phải như nào. Tôi thì hay mua giày ngày xưa thì lúc nào tôi hay mua giày cửa hàng, nhưng bây giờ tôi hay mua Phường Thẳng, nó là cái xưởng đóng giày, nó chuyên đóng và nó xuất cho những cái cửa hàng khác ở Hà Nội. Và căn bản là do gì? Tôi đi dạy quảng cáo, cậu ấy là học sinh, cậu ấy kể thấy ơi em phân phối cho cả đống này, bắt đầu cho mình xem thì là sao thấy mua của chú, vì câu chuyện mình hiểu được họ sẽ mang cái thế. Và công nhận bền thật, mua một đôi giày bình thường mình hay mua nó rơi khoảng tầm hơn 900 đến 1 triệu, mua ở chỗ đấy cuối cùng nó chỉ có hơn 350, mà đi ở tầm 2 năm đúng thật nó không hỏng. Ở ngay chỗ Nguyên Hồng nó có một cái series 7, chỗ hai cửa hàng sát nhau, thằng cha đấy là nó chuyên sản xuất. Và nó chính xác, hai cửa hàng cạnh nhau luôn, bán đủ luôn, thằng này nó bán cực do nhiều, nó sản xuất luôn. Chị cứ đi thử đi qua đấy chị xem, đó là cái cửa hàng series 7 chuyên cả nam cả nữ, series 7 anh chị đến đấy xem giày chất cực tốt không? Nó ở chỗ chị cứ đi vào phố Nguyên Hồng, nó hai cái cửa hàng ngay mặt đường luôn, nó tên là series 7, nó ở bên đối diện cả công viên. Không sâu lắm, đi vào tầm 20 mét là nhìn thấy nó hai cửa hàng nó ngay cạnh nhau. Chính xác điều đó. Thì nó là không, tức là bình thường nó là ngã tư thôi, một bên là hồ thì cửa hàng nó bên kia, tại vì chỗ cửa hàng tôi cũng ở phố bên đấy chứ không phải ở bên hồ Thành Công. Cửa hàng tôi lại phải đi phía bên phải, nếu mà đi từ chỗ từ Thanh đi vào Huỳnh Thúc Kháng thì nằm bên phải, hai cửa hàng gần nhau luôn đấy. Thì đây chính là một cái mình nhìn thấy được là nó có chất như vậy thì không lo, vì nó tự sản xuất và bán. Mà nó chỉ quảng cáo rồi, yên tâm là bọn em không có loại keo đặc biệt. Là đi không bao giờ đong, đúng thật luôn, 2 năm liền không bong. Chỉ có vứt đi thôi chứ còn không hỏng. Đấy là một cái mình thấy công nhận nó là đúng cái chất. Đến mức gì, tôi mua giày đấy 3 năm liền. 3 năm liền tôi mua giày chỗ đấy, các bạn biết là chưa hỏng đôi nào. Chỉ có một cái là cũng quá là vứt đi rồi, trước giờ nó rách. Đấy là cái mình nhìn thấy là công nhận, nó là cái đấy cũng là chuẩn thật. Còn bình thường lúc trước đi là giày nó rộng thì nó sẽ bị hỏng nhiều cái, nhưng mà giày đấy đi không bao giờ bong. Chính xác, họ làm được điều đó cho nên là ông đấy bán nó rất ổn. Thực ra đấy chính là vấn đề nằm ở cái khâu nó tổng kết. Và như vậy thì sản phẩm nó có lõi, thì như vậy ông ta có thể tự tin mở đúng hai cái cửa hàng cạnh nhau luôn. Tức là một cửa hàng bên này, ở giữa là một cửa hàng khác, lại cửa hàng này bên cạnh, hai cái nó cạnh nhau. Và như vậy là cái doanh thu của họ bán rất ổn. Anh chị cứ đến đấy, vì tôi mua ở đấy nhiều, xếp hàng rất là đông, để nó vừa bán buôn vừa bán lẻ, chạy quảng cáo rất là nhiều. Tại vì chi phí nó rẻ, rẻ hơn bình thường ít nhất là 2 lần cho các. Đấy là cái mình là nó có chất được. Cả nữ, cứ phi đấy xem. Không nhầm đâu, tại vì tôi mua ở đấy 3 năm rồi, dạy đồng chí đấy 3 năm trước rồi. Thực ra không phải vấn đề là mua giày mới không, do sở thích của mình hoặc là do mình thích, nhưng mà quan trọng trước tiên là đúng thật, nó bền và đúng cách quảng cáo. Đến mức là có những đôi giày tôi đi đấy mua về, tức là cái dây nó nát cái dây rồi, nhưng mà cái giày nó cũng không hỏng, bây giờ chả biết giải quyết thế nào. Chẳng lẽ đi kiếm một cái dây khác về để thay. Series 7 có xuất cái series 7 như vậy, đấy chính là cái giá trị họ quảng cáo. Cho nên khi chúng ta mở cửa hàng bán hàng ra, anh chị cứ phải tìm cho mình cái yếu tố đấy, thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái điều tự tin, đúng không? Và như vậy thì toàn bộ mọi người lúc đấy sẽ cảm thấy là gì ạ? Là lúc đấy công việc của mình nó có cái thứ gì đó để mình chia sẻ, nhưng không ngại, cứ có chất là có thể làm được, không ngại được đấy. Nếu giống như là việc chị bán hàng đấy không? Chị chọn cái dòng giày cho sinh viên, chị làm như thế nào thì chị cứ tập trung vào vấn đề đó, từ đấy nó sẽ đạt được hiệu quả trong quá trình kinh doanh. Ok, như vậy là xong cái vấn đề nội dung. Mọi người có câu hỏi gì nữa không để sang cái phần hướng dẫn quảng cáo.
mọi người có hỏi gì không? Hiểu cái vấn đề nội dung phải viết như thế nào chưa? Tức là nếu không có câu chuyện thì đừng nghĩ đến việc quảng cáo. Cho nên làm kinh doanh thì đã bảo rồi, quan trọng là cái người kinh doanh đến từ cho mình một cái gì đó để kể. Và chúng ta biết tại sao các công ty của Trung Quốc bây giờ họ lại bỏ tiền để họ bắt đầu mua lại những cái công ty lâu năm của nước ngoài. Không có lẽ. Thực ra là bọn nó có chiến lược cả, vì nó dùng những cái thứ đấy để kể. Ngay như bây giờ Trung Quốc nó mua phải đến 1/3 diện tích của Bát Tràng ở Trung Quốc. Đất ở xung quanh, đất nào mà xịn, đất nào mà gì là nó mua sạch. Habro ở Bát Tràng ở Trung Quốc bỏ ra 29 tỷ nó mua sạch luôn tất cả đất ở đây. Thì đơn giản, cái đấy là thương hiệu. Nó đã mua, nó chiếm lấy rồi thì nó mang cái gì ra bán thì chẳng được. Vì khách hàng tin vẫn đấy là Bát Tràng, nó mua địa điểm bán rồi. Cũng giống như việc bây giờ ở Việt Nam mấy cái làng nghề gỗ, nó sang mua hết đất, mua hết vị trí, nó sang lấy đồ Trung Quốc nó bán sang thì khác gì không? Thì như vậy rõ ràng là do gì? Là khách hàng là người quyết định họ mua, cho nên là ông nào kinh doanh phải kiếm câu chuyện này. Và việc chúng ta có giữ được nó hay không thì thứ đấy là việc của mình. Ok, và bây giờ bắt đầu phần quảng cáo. Quảng cáo của Facebook hôm trước tôi nói với anh chị là có mấy loại quảng cáo. Và như vậy để bắt đầu làm quảng cáo, chúng ta ấn vào cái góc trên cùng này, chúng ta nhìn thấy đây nó có một cái là tạo quảng cáo. Facebook. Từ tài khoản cá nhân của mình ở phía trên có chữ tạo quảng cáo này. Nhìn thấy chưa? Để làm quảng cáo thì anh chị sẽ phải ấn vào đây. Còn chúng ta đăng bài lên thì anh chị nhìn thấy ở phía dưới bài có nút thăng hạng bài viết không? Chúng ta đăng bài trên fanpage, anh chị nhìn thấy đây nó có cái nút thăng hạng bài viết không? Chúng ta vào bất kỳ một cái fanpage nào đều có. Điện thoại và phát luôn là nhìn thấy ở đây nó có. Đây chị nhìn thấy ví dụ cái quảng cáo này của tôi còn bao nhiêu tiền đây? Còn 398, tôi quảng cáo 500.000 nó tiêu hết rồi. Thế như vậy là nếu bắt đầu muốn quảng cáo, anh chị chỉ việc làm cái chúng ta nhìn thấy có chữ quảng cáo bài viết đây không? Ấn vào phát là xong. Cho nên là có một điều nữa phải nhắc lại mọi người là anh chị làm kinh doanh chúng ta nên bỏ cái điện thoại đi. Hãy dùng laptop. Tại vì laptop nó mới tùy biến và làm được nhiều việc. Còn anh chị dùng điện thoại nghĩa là sao? Là chúng ta đang là người giúp người khác kiếm tiền. Tại vì anh chị sẽ tốn rất nhiều thời gian ở đây. Từ việc đọc tin tức, chat, chip, nhắn tin, loại sinh động lên. Chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng khi anh chị sử dụng máy tính thì chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều thứ. Nó cũng giống như là người công nhân với cả một người hàng tiêu dùng. Chúng ta phải là người làm cái sản phẩm đấy. Thì mới có cái để cho người khác dùng. Còn mãi mãi chúng ta chỉ đi dùng người khác thì làm gì đến lượt mình, đúng không? Cũng giống như tôi ngồi đây, tôi quay cái sản phẩm ở đây là cái file video clip cho các bạn bây giờ. Thì nó có thành sản phẩm của tôi không? Nó thành sản phẩm á? Tôi biến những cái thiết bị này nó trở thành cái thứ kiếm tiền, chứ thay vì việc là các bạn dùng nó để đọc người khác thì lại là thứ để giúp người khác kiếm tiền rồi. Và như vậy thì khi chúng ta quảng cáo, anh chị có thể ấn vào thẳng cái bài viết này và chúng ta nhìn thấy là có chữ quảng cáo bài viết. Và ở đây thì bỏ qua bước này, anh chị sẽ vào cho tôi chỗ phần tạo quảng cáo. Khi chúng ta ấn vào phần tạo quảng cáo thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ phân ra làm 3 mục ở đây. Anh chị thấy chưa? Nếu ai có máy tính ấn vào thì thấy không? Và như vậy, ở đây chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên là quảng cáo nhận thức.
Quảng cáo nhận thức này chính là cái phần để chúng ta sẽ trả tiền để cho nhiều người nhìn thấy quảng cáo của mình. Hình thức quảng cáo ở đây chính là càng nhiều người nhìn thấy thì chúng ta sẽ càng trả nhiều tiền. Và khi chúng ta chọn phương thức nhận thức này thì chúng ta sẽ tốn tiền dựa trên một lượt xem. Trung bình một lượt xem ở trên Facebook nó sẽ tốn đâu đó, nó rơi vào 20 đến 30 đồng cho một lượt xem. Và như vậy 1.000 người xem chúng ta mất bao nhiêu? Sao? 30 đồng cho một lượt xem. Thế như vậy 1.000 người xem chúng ta mất khoảng 30.000. Cho nên ví dụ như chúng ta chi là 100.000 thì anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng 5-6.000 người đó. Và như vậy nếu so với tờ rơi thì cái này rẻ hơn nhiều. Tức là nếu anh chị có sản phẩm dịch vụ cực kỳ hấp dẫn, ví dụ như là bây giờ tôi nhập được về một lô iPhone 6 Plus hàng lock, giá bây giờ chỉ có 3 triệu mà giá trên thị trường 6 triệu, tôi chạy quảng cáo nhận thức về thương hiệu ở đâu? Nhiều người quan tâm không? Có quan tâm. Tức là cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta nó là cái thứ người ta dễ tưởng tượng, người ta cảm thấy là mình cần. Thế anh chị chạy cái nhận thức về thương hiệu này rất là tốt. Ví dụ như là tôi là một cửa hàng bánh ngọt. Hôm nay thì tôi chạy cái chương trình thì bán chiếc bánh ngọt chỉ có 1.000 đồng. Mà bình thường chiếc bánh ngọt đấy trị giá 25.000. Tôi chạy quảng cáo nhận thức này được không? Được không ạ? Nghĩa là cái chương trình của chúng ta nó phải là cái chương trình thực tiễn. Và người khác cảm thấy là cái này nó có phù hợp với mình thì mình chạy cái chương trình đấy mới hiệu quả. Nhưng ví dụ như bây giờ tôi là công ty làm web, tôi chạy một chương trình giảm giá 50% là giá làm web bình thường 5 triệu, bây giờ còn 2 triệu rưỡi, chạy có ai quan tâm không? Chả có ma nào quan tâm. Bây giờ một cái sản phẩm có nhiều người đang bán được, mình đang có sản phẩm nào không mới, có nên như thế này? Thực ra thì chạy cái này dùng để nhiều người người ta biết đến, anh chạy cũng được, nó để gia tăng nhận biết được thương hiệu. Nhưng mà nếu mà để gọi là hiệu quả với kinh doanh thì nó không có. Đúng rồi, thế anh dùng cái này nó giá rất là rẻ. Đúng không ạ? Giá nó rất là rẻ. Và ví dụ khi chúng ta ấn vào cái quảng cáo nhận thức về thương hiệu này, các bước quảng cáo của Facebook nó giống nhau như hệt, nó chỉ khác mỗi cái là mục tiêu anh chị làm thôi. Sau khi chúng ta chọn nhận thức về thương hiệu, nó mới hỏi anh chọn về nhận thức gì. Ví dụ tôi sẽ làm một cái nhận thức thương hiệu, ví dụ như là thương hiệu chanh sứ tứ cảnh. Lúc này thì hệ thống nó sẽ hỏi là gì? Là anh sẽ phải chọn đối tượng đúng không ạ? Và họ sẽ hỏi chúng ta quảng cáo vào đối tượng ở đâu? Ví dụ như là bây giờ tôi quảng cáo vào đối tượng của tôi ở khu vực Hà Nội được không? Anh chị thấy có đây không ạ? Và tôi có thể chỉnh cái diện tích cho nó lại bé nhất nhất là được 17 km. Và như vậy thì tôi có thể quảng cáo quanh Hà Nội 17 km được không? Sau đó thì tôi thích nữa tôi có thể thả ghim. Và ví dụ như là tôi muốn ghim ở chỗ này đâu. Đây tôi quảng cáo đây. Tức là hình thức quảng cáo của Facebook nó cho phép chúng ta có thể chọn thêm địa điểm, hoặc anh chị có thể thả ghim cái địa chỉ của mình. Đây thả ghim đây. Thả ghim nghĩa là chạy không có địa điểm. Không, thả ghim nghĩa là ví dụ không có Hà Nội nữa mà tôi quảng cáo Sông Đuống đâu, tôi ghim cái địa chỉ của tôi Sông Đuống. Nó kiểu như một cửa hàng ảo. Không, đơn giản là đánh dấu vị trí này và xoay xung quanh vị trí khác, gọi là thả ghim. Giả sử như là cửa hàng của chị Sóc Sơn đúng không? Không có search được chữ Sóc Sơn đấy, của chị tôi kéo chữ Sóc Sơn, chị Sóc Sơn thì chị chắc ở đoạn này nhỉ? Đúng không? Tôi thả ghim vào đấy. Đây. Thế chị nhìn thấy cái quảng cáo này xoay vào đây chưa? Nghĩa là gì? Là Facebook cho phép chúng ta cắm vào địa chỉ nào đó và xoay xung quanh địa chỉ đấy là cái phần quảng cáo của mình. Đấy là cái cách của họ. Cho nên là nếu không dùng máy tính chứ không làm việc này, phải dùng máy tính thì mới làm việc được. Rồi sau đó thì chị nhìn thấy ở đây họ cho chúng ta quảng cáo theo độ tuổi không? Và lúc này thì chúng ta phải chọn độ tuổi của mình từ bao nhiêu đến bao nhiêu là mình phải lựa chọn. Và ở trong hôm trước tôi nói là cách nhau bao nhiêu tuổi không? Nhớ không? Cách nhau 5 tuổi. Nó là một thế hệ. Thì những người đấy về cơ bản giống nhau. Sau đó về giới tính chúng ta sẽ chọn nam nữ khác nhau. Đúng rồi, chia nhỏ nha. Ví dụ đơn giản chị bán giày sinh viên đấy.
Chị bán cho học sinh khác sinh viên không? Học sinh thì như vậy là bố mẹ là người cho tiền. Và như vậy phải để cho đứa bé ấy nó phải nói được bố mẹ tại sao nó mua cái sản phẩm này. Và lúc đấy mình sẽ viết theo kiểu khác. Nhưng mà nếu là sinh viên, lại viết theo kiểu khác. Nếu mà người đi làm, lại viết theo kiểu khác. Và như vậy khi xét quảng cáo chúng ta phải chia nhỏ, bóc nhỏ quảng cáo của mình ra. Nam riêng, nữ riêng, tuổi riêng. Và như vậy cùng một sản phẩm chúng ta phải xét ít nhất bao nhiêu quảng cáo. Riêng độ tuổi đã làm hai cái rồi. Vì có nam có nữ. Nam nữ riêng. Thế ví dụ của chị bán đồ béo cho nữ thôi, chị để riêng. Chị bán đồ béo cho nam không? Là thì thế, chị chọn nữ thôi. Còn nếu mà ví dụ như chị bán giày, giày của chị lại ví dụ của nữ, ok. Nhưng mà tôi lại bán sản phẩm có cả nam cả nữ. Ví dụ như là tôi bán cái gì? Tôi bán cái chân cầm của điện thoại này. Nam dùng được, nữ dùng được. Nhưng mà nam dùng kiểu khác nhau mà nữ dùng kiểu khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta phải xét riêng. Ngôn ngữ đây chúng ta nhập ngôn ngữ gì ạ? Tiếng Việt thôi. Thằng Facebook này cho phép chúng ta có thể quảng cáo theo sở thích. Ví dụ như là bây giờ chị quảng cáo bán đồ cho sinh viên đúng không? Thế như vậy chị gõ là đang học đại học đâu. Nó làm target sâu đến mức là có người chỉ quảng cáo chỉ được chọn mấy cái chọn đấy. Thoải mái, nó cho chúng ta quảng cáo sâu đến mức là có thể quảng cáo tiếp là những đứa nào đang học đại học nhưng mà đang trong tình trạng là gì? Hẹn hò. Nó làm đến thế mà đây. Được chưa? Đúng không? Anh bán nhà còn đến mức là có thể quảng cáo cho một ông đàn ông đang có tình trạng ly thân, đã ly dị như thế, tất cả mọi thứ nó sẽ làm được hết. Và như vậy chúng ta target vào nó rất sâu. Đúng không? Đang học đại học đúng không? Mà đọc đại học bây giờ chị lại quảng cáo gì? Ưu tiên cho ông học đại học ngoại thương đó, sơ đại học ngoại thương. Được không? Và như vậy thì cái thiết kế của chị toàn sinh viên đại học ngoại thương đang đi cái giày của chị bán. Thì điều gì xảy ra? Tất nhiên là những đứa khác nó cũng thích, phải mua giống như thế rồi. Đấy là cái câu chuyện mình phải làm. Sau đó chị lại ở gần khu chị lại bán giày cho toàn là thanh niên đại học bách khoa, ghi chữ đại học bách khoa vào. Ủa. Và như vậy nó sẽ có rất nhiều cái, đúng không? Ví dụ đây, đã ly dị. Có. Đang có bầu. Đây, sắp xếp. Đang có bầu. Không có. Những cái nào có thì nó sẽ hiện ra ở đây. Đúng rồi, nó tóm lại nó sẽ tìm. Ví dụ như là cái người thích đi du lịch. Đi du lịch. Có hết. Thường xuyên đi du lịch. Vừa đi du lịch 2 tuần trước về. Vừa đi du lịch 1 tuần trước về. Đúng không ạ? Thế như vậy mà ông du lịch vừa du lịch tuần trước về thì bắt đầu đi chơi chán ấy. Thế bắt đầu phải về. Ví dụ như là quảng cáo dưỡng da này. Rồi liên quan ví dụ như 10 món ăn giúp bạn hồi phục sức khỏe này. Để liên quan việc là loại vitamin giúp bạn thế này thế khác, cái câu chuyện nó sẽ là như thế. Và như vậy chúng ta lại thấy là cái set này xong thì lại cái quảng cáo lại nhiều loại. Chính xác, mình phải tách cái này ra tiếp. Thì nhiều lắm. Thì rõ ràng là gì? Bạn có muốn tiết kiệm tiền không? Hay bạn muốn là lại vứt tiền vào cửa sổ? Nghĩa là làm càng sâu thì chúng ta sẽ tốn chi phí. Chúng ta nhìn thấy góc bên này này. Anh chị nhìn thấy cái quy mô đối tượng này nó có cái đo. Chúng ta phải biến cái này làm sao nó càng cụ thể càng tốt. Càng hẹp càng tốt. Sao? Càng hẹp càng tốt. Càng hẹp càng tốt, đỡ tốn tiền. Thì chỉ những người thích như thế là người ta muốn bảo. Tức là nó sẽ giống như kiểu này. Là khi vào cái đối tượng hẹp đấy, giả sử bạn có 1 triệu. Bạn quảng cáo, thực ra nó không hẹp quá đâu. Về cái chi phí quảng cáo anh tiếp cận đến 2.000 người. Cái quảng cáo của anh như vậy là anh tiếp cận 2.000 người, anh quảng cáo mất vài trăm nghìn, chưa ăn thua. Anh lại phải quảng cáo lặp đi lặp lại. Anh lại phải quảng cáo để cho họ nhìn thấy vài lần nữa thì nó mới ăn thua được. Thế lúc đấy chi phí của anh nó tăng. Nhưng bây giờ anh mà quảng cáo tới 20.000 người,
thì cái quảng cáo của anh chỉ nhìn thấy được một người đầu tiên, nó trước kịp để chuyển đổi thì nó đã hết mất rồi. Và để đi hết được cái đống đấy anh sẽ tốn thêm một lượng tiền gấp 10 lần. Và như vậy thì nó không có hiệu quả. Thông thường là test quảng cáo trong vòng 1 tuần. Phải chi quảng cáo trong vòng 1 tuần thì sẽ là quá thấp, quá ít, chưa kịp để chuyển đổi. Nói chung là chúng ta phải nhớ đến một câu trong triết học: thay đổi về lượng sẽ diễn biến đổi về chất. Đúng không ạ? Anh chưa kịp biến đổi về lượng, nghĩa là cái lượng của anh nó quá hẹp. Nó cũng giống như con sâu bướm ấy, phải chờ từ con sâu phải to, nó phải mập, nó phải béo thì nó mới đổi thành bướm được. Nó đói chưa kịp ăn thì anh đã không cho nó ăn nữa rồi thì nó thành con sâu nó chết rồi. Chúng ta bây giờ cũng thế. Là anh chị chưa thử tiền quảng cáo, chúng ta tung tiền là chúng ta đã sợ rồi. Anh chị đi học chưa kịp học xong chúng ta đã sợ chán, chưa kịp làm nó không thể biến đổi được. Nó phải đến một ngưỡng. Và cái câu chuyện của tất cả những người thành công ở trên thế giới hay ở Việt Nam đều kể một câu chuyện gần gần giống nhau, là anh trải qua thất bại đến lúc gần tưởng chết rồi đó. Tự dưng lúc đấy anh cố thêm một tí, thế là anh thành công, đúng không? Sau đó bảo thất bại 5-6 lần rồi, lúc này không còn gì nữa, nhà trong nhà chỉ cần mỗi cái sổ đỏ thôi, bảo mẹ mẹ ơi chuyến này con một là chết, hai là con thành người, để cho con cầm cái sổ đỏ đi một cái. Thế là cuối cùng tự dưng anh lại sống được. Và nếu mà không cầm cái sổ đỏ đi lúc đấy thì lại không thành người. Nhưng mà câu chuyện nó luôn là đến ngưỡng, cái gì nó phải đẩy mình đến ngưỡng. Mình đến một cái ngưỡng mình không thể chịu được nữa, lúc đấy có khi mình sẽ đứng ranh giới giữa chết tồn tại hay không tồn tại. Và lúc đấy nếu mình vượt qua được thì sao? Sao chị? Em thấy cái tường, gọi là khi mà mình vào cái chung của mọi người mà không, mà của trên Facebook ấy, mà cái thông tin chung ấy, em thấy thường thường những cái quán, ví dụ như là cái gì quán ăn của các ông nghệ sĩ cứ thỉnh thoảng vẫn đi vô đạn, thế là lỗi bên mình. Cái chữ nào được tài trợ đấy là quảng cáo. Đúng rồi, chính là cái này, chính là cái này. Tất cả những cái nào có chữ được tài trợ là quảng cáo hết, và nó sẽ chọn một đối tượng để nhìn thấy. Và chúng ta chỉ trả tiền khi họ nhìn thấy quảng cáo thôi. Mình nhìn thấy quảng cáo đấy là họ trả tiền. Đúng rồi, vì họ trả tiền để nhìn, nó giống như là chị nhìn thấy cái biển ở ngoài cửa ấy. Họ treo đấy, cứ đi qua nhìn thấy là nó mất tiền rồi. Cho nên là cái giá của biển ngoài trời là tính theo được là hàng tháng ở đấy có bao nhiêu người đi qua, thì nó sẽ tính giá trị của cái biển quảng cáo đấy. Thì cái thằng này tương tự thôi, có bao nhiêu người nhìn thấy nó sẽ tính tiền. Ngoài đường kia thì anh không đo được, nhưng mà ở đây anh đo được có bao nhiêu người nhìn thấy. Cho nên mới quay lại câu chuyện, khi chúng ta chia nhỏ cái quảng cáo này ra đến những cái mức nó càng đo được thì chúng ta sẽ tính được hiệu quả. Ví dụ chỉ tính như là mẹ thằng sinh viên trường ngoại thương này cứ quảng cáo 500 nghìn thì lại bán được 10 đôi giày lãi được 2 triệu, thế chứng tỏ bỏ 500 nghìn